Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ án Vạn Thịnh Phát, luật ngầm mafia hay luật ngầm của trò chơi chính trị. Luật im lặng trong luật pháp của các nước văn minh là do các bị cáo có quyền im lặng khi bị bắt cho tới khi có luật sư. Luật này mục đích là bảo vệ bị can, tránh họ phát biểu thiếu suy nghĩ, gây bất lợi cho họ. Đó là một điều luật rất nhân văn, tránh được trò bức cung nhược hình khi điều tra không có sự giám sát của luật sư. Tuy nhiên, luật im lặng trong xã hội đen thì khác. Luật im lặng này có nghĩa là làm cho cơ quan điều tra không thể điều tra ra nguồn gốc của vụ án. Xã hội đen hay xã hội của thế giới ngầm, nó tồn tại nơi luật pháp không thể tới như chính trường của xã hội độc tài hay trong các tổ chức mafia, các tổ chức tội phạm lớn. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, nhiều người đã nhìn thấy luật im lặng của thế giới ngầm khá rõ. Vụ án này mang màu sắc chính trị hoặc màu sắc của mafia. Vì thế, nó là vụ án không giống bất kỳ vụ án nào trước đây. Đây là hình ảnh ông Phạm Quý Ngọ là người đầu tiên thực hiện luật im lặng cho Vạn Thịnh Phát. Hai cái chết của ông Nguyễn Tiến Thành và bà Nguyễn Phương Hồng, một đột tử tại nhà và một trong nhà giam ngay khi vụ án bị khởi tố và có lệnh bắt tạm giam để điều tra. Và giờ thì tòa nhà Vạn Thịnh Phát đã bị đốt cháy vào nửa đêm 13 dạng 14 tháng 10 năm 2022, là những chỉ dấu cho cơ sở đầu tiên của thứ luật im lặng này. Để điều tra ra chân tướng sự việc, người ta sẽ phải lấy lời khai của các bị can hoặc lục tìm các hồ sơ liên quan. Những người có thể bị công an lấy lời khai đã bị chết, và chết là không đối chứng, manh mối bị cắt đứt, làm khó khăn cho công tác điều tra. Nhiều người cho rằng hai người này chưa phải là những người bị chết cuối cùng. Nhiều hồ sơ bị cháy và những cá nhân ngậm miệng sẽ mang theo về thế giới kia nhiều bí mật đủ để bà Trương Mỹ Lan tươi cười và át hẳn không ít quan chức cỡ bự của chế độ, cả đương nhiệm lẫn đã về hưu, tạm yên lòng. Bà Trương Mỹ Lan ở trong tù mà bên ngoài có người lo cắt đầu mối điều tra, làm nhiều người phải lạnh sống lưng. Cái chết của ông tướng Phạm Quý Ngọ, Thượng tướng Thứ trưởng của Bộ Công an Việt Nam cách đây 8 năm, chính là lời cảnh báo cho các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam nào đang chiến đấu với bà Trương Mỹ Lan. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tiến Thành là người thứ nhì thực hiện luật im lặng. Nếu năm 2010, ông Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Phạm Quý Ngọ đã nhận 1 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan qua trung gian là Dương Chí Dũng, để rồi bỗng nhiên lâm bệnh hiểm nghèo và chết rất nhanh, thì ngay ngày nay thêm mấy mạng người lìa đời khi chưa kịp mở miệng cũng không có gì lạ. Càng không lạ nếu sắp tới có những vụ án, phá án, tiêu hủy chứng cứ xảy ra cùng những cáo phó được vội vã trưng ra trong im lặng cho những đám ma của không ít ai, ít nhiều dính dáng đến Vạn Thịnh Phát. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hồng là người thứ ba thực hiện luật im lặng. Giới xã hội đen của những băng nhóm tổ chức ngầm xuyên biên giới đã hiện diện ở Việt Nam nhiều năm rồi. Như ở nước Ý, nhiều thập niên trước, mafia giờ đây đã luồn được cánh tay lông lá của nó vào hệ thống chính trị của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nào ai biết được, ngoài những cán bộ đảng viên Đảng Cộng sản đã bị lộ, thì còn những ai vẫn ngày ngày sáng sáng đến cơ quan đi họp chi bộ đảng, và tối về lại bí mật yết kiến nhận lệnh, phục tùng các trưởng lão đại ca của hội này hội kia để thực hiện nhiệm vụ. Còn nếu có sự tham gia của các tình báo Hoa Nam trong vụ này thì quả thật không thể hình dung được bộ máy chính quyền Việt Nam đã bị họ lũng đoạn đến thế nào. Vụ án này là vụ án rất bất thường và đang làm cho nhiều người nghĩ rằng có bàn tay của thế lực chính trị bên ngoài nhúng vào. Chỉ có những tổ chức được huấn luyện chuyên nghiệp thì mới ra tay gọn ghẽ như thế được. Thế lực ngầm không có màu sắc chính trị, nó ra tay không gọn ghẽ được. Và những cái chết bí ẩn vừa qua làm người ta nghĩ đến thế lực chính trị ra tay nhiều hơn nữa. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lan lên thể xuống, chẳng còn làm ăn được gì nữa, thể giạt về đâu. Kỳ họp Quốc hội sắp tới sẽ là kỳ họp chuẩn thuận nhân sự Hội nghị Trung ương 6 quyết định. Hồi giữa tháng 7, bà Đào Hồng Lan đã được đưa về Bộ Y tế nắm quyền Bộ trưởng sau hơn một tháng Bộ Y tế chống chiếc ghế Bộ trưởng.
tính kể từ khi cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị tạm giam điều tra từ hồi đầu tháng 6. Bà Lan lúc đó đang giữ chức bí thư tỉnh ủy tại Bắc Ninh. Về trung ương, thử thách lên cao nhưng cũng rất lắm cạm bẫy. Rất nhiều bộ trưởng đã bị mất hết mọi sự nghiệp khi về trung ương, bởi ở trung ương đấu đá rất khốc liệt hơn ở các địa phương. Nhiều Nguyễn Bá Thanh là một ví dụ. Ở Đà Nẵng, ông Thanh là vua, nhưng về trung ương, ông lại là bại tướng và nhận cái kết đắng, không thể đắng hơn, là một cái chết hết sức bí ẩn. Đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan sắp lên Bộ trưởng Bộ Y tế. Bà Đào Hồng Lan được ông Phạm Minh Chính mang từ Bắc Ninh về chính phủ và gạt ông Đỗ Xuân Tuyên, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế ra rìa. Cũng có ý kiến cho rằng ông Đỗ Xuân Tuyên bị dính kỷ luật để ông Tuyên lên Bộ trưởng là một rủi ro lớn trong Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vì lẽ đó mà ông Chính mới kéo bà Đào Hồng Lan về nắm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thay cho ông Đỗ Xuân Tuyên. Việc ông Phạm Minh Chính giật chức Bộ trưởng ra khỏi tay ông Tuyên là việc làm ông Thứ trưởng này không mấy hài lòng. Bà Đào Hồng Lan nắm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đến nay đã được 3 tháng và cũng đến lúc bà chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế. Mặc dù bà Đào Hồng Lan không có chuyên môn của ngành y, nhưng bà không dính phốt vụ Việt Á, nên ông Phạm Minh Chính có vẻ yên tâm hơn. Sau khi bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 6 3 ngày, thì ngày 12 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và chuẩn bị xong chương trình kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10 và bế mạc vào ngày 15 tháng 11. Như vậy, Quốc hội này đã họp 26 ngày. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể sắp xuống khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Trong kỳ họp Quốc hội này, người ta chú ý đến ông Nguyễn Văn Thể. Quốc hội sẽ miễn nhiệm ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và sau đó là ông mất chức. Theo những gì Thời báo .d nắm được thì giữa tháng 7 ông Thể sẽ về làm Phó Ban Kinh tế Trung ương. Tuy nhiên vì thông tương đã được 3 tháng và chưa có tin tức mới nào nên không thể biết ông Thể thực tế sẽ về đâu. Bởi trong 3 tháng có rất nhiều sự kiện thay đổi, đằng sau là những lần ngã giá chính trị. Việc ông Nguyễn Văn Thể mất chức thì xem như sự nghiệp chính trị cũng kết thúc. Ông Thể giờ như người bất lực trên chính trường, thậm chí ông cũng không thể quyết định được số phận chính trị của bản thân mình. Tội của Nguyễn Văn Thể là không hề nhẹ, khi chính thời gian ông đã đẻ ra rất nhiều bốt bẩn và cũng chính ông đã bất chấp dư luận nhất để cho ra các bốt bẩn hoạt động. Và thậm chí ông còn cho sống dậy các bốt bẩn như ở Cai Lậy sau nhiều năm tạm ngừng. Nhiều người cho rằng ông Nguyễn Văn Thể lẽ ra phải vào khám cùng Đinh La Thăng và Nguyễn Hồng Trường trong vụ án Út Chọc. Tuy nhiên, không hiểu sao ông Thể vẫn ngồi chiếc ghế bộ trưởng và đại nạn bốt bẩn cứ được dung dưỡng mà không ai có thể chống lại được nó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cần mạnh tay hơn. Ông Nguyễn Văn Thể chỉ mới trả giá về mặt đảng, ông mất chức bộ trưởng nhưng chức danh ủy viên Trung ương Đảng vẫn còn đó. Một con người như Nguyễn Văn Thể cần phải bị xử lý hình sự thì mới được. Tuy nhiên hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng chưa nói gì về việc khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Thể. Mà chưa khai trừ ra khỏi đảng thì luật pháp chưa thể đụng vào ông cho được. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là sau khi gửi chiếc ghế, ông sẽ dạt về đâu? Theo khảo sát thăm dò của Thời báo .d, thì nhiều người mong rằng ông Thể bị xử phạt về mặt pháp luật, tức là cần phải truy tố. Tuy nhiên, với việc chần chừ tức đảng tịch của ông, thì rõ ràng ông Tổng Bí Thư đang bỏ ngỏ khả năng không bị truy tố đối với ông Thể.